Hiểu mình là hiểu cái thứ tự. Chúng ta đang ở mục 1 nhé. Đúng không? Hiểu mình và hiểu nó thì hãy bước vào quá trình của mình. Mình không có dấu cộng này không, mình dính những dấu cộng này tệ hại này mình không giúp được ai đâu. Xong kể lể suốt đời và các bạn sống được chứ các bạn không thể sống mãi được. Bạn sống được chứ không sống mãi được. Nếu mà đến tuổi 55 hoặc 60 thì nên sống thế nào? Bởi vì chưa đến tuổi đó người ta cảm thấy bạn gần về hưu rồi, bắt đầu nó quay xe, nó đều cả đi. Nó đều trong đó nhân cách nó có thể nằm ở cái tầng đáy. Nguyên nhân thứ tư, bạn hiểu bạn không? Bạn hiểu bạn không? Đó là quan niệm về thành công bị sai. Vậy thì tôi giúp thằng Trọng, tôi giúp nó mà cố vấn mình sống mãi mới thành đệ được chứ. Hai chồng xuống góc. Thành công theo theo khái niệm được hiểu như sau. Thế là cả hai bên chả hiểu thì làm sao mà giúp nó thành công, khi mà thành công anh còn chả biết nó là cái gì. Và các bạn lại thêm một khái niệm cứ thế mà chốt. Thành công đó là đến khi bạn biết mục đích, mục tiêu đấy, đến khi bạn biết mục đích của chính mình. Tôi xin nói lại với các bạn, có những kẻ 100 tuổi mà cuối cùng biết ở cái cõi tạm cuộc đời này mày muốn cái gì. Không bao giờ đầy của đầy cải mà các bạn giấy đành đạch. Thành công được hiểu là khi nào mày nhận thức được cái đích của mày thì bắt đầu chưa làm được cái gì đã thành công rồi. Các bạn không giúp người ta được đâu. Bởi vì nếu các bạn không nhận thức được chữ thành công, trong chữ thành công thì nó có cái vế số 3 này. Các bạn ạ. Nếu bạn có hai, bạn sống phà nhưng không sống mãi được đâu nếu thiếu cái số 3 này. Và người nó không sướng, người bình thường hầu như không nhận ra những điều đó. Mà thường họ làm ngược lại, giành giật từ kẻ khác để đến đích bản năng, chứ không phải đến đích họ muốn ở ghế với một đâu. Đến đích bản năng. Đó là tiền bạc, đó là danh vọng, đó là chức vụ, vân vân. Một số kẻ khác lại có xu hướng nghĩ rằng tôi có thể đã thành công nhưng lại chưa có cơ hội. Hoặc tôi sinh ra ở gia đình không có điều kiện, hoặc tôi không có tiền học ở trường tốt nhất. Cho nên nó đổ vấy đi. Mà họ không hiểu rằng thành công nó nằm ở chỗ, thành công nó nằm ở chỗ mình lôi được hết tiềm năng mình ra. Mà tiềm năng mình ấy, mình lôi được hết là thành công, chứ không phải là bạn lấy một cái mốc nó khổng lồ của ai đâu. Chấm. Trong đó tiềm năng lớn nhất được lôi ra là giúp đỡ kẻ khác, chứ lại không phải tiềm năng để hầu cho chính mình. Tại sao thế? Tí chúng ta sẽ có phép nhân. Chúng ta đang cố dạy ở tiết 1 để tăng nhận thức. Cái gì ạ? Cái gì ạ? Xuống dòng kết luận. Kết luận ở cái dấu cộng số 4. Thước đo giá trị thực sự của một kẻ nào đó là sigma, tức là tổng số đấy, là sigma mà tất cả lợi ích người khác có được
nhờ thành công và giúp đỡ của chính mình. Chứ đây không phải của mình đâu, mà của kẻ khác cơ. Nguyên nhân thứ năm, mà các bạn không giúp người ta, bạn cố bạn hiểu xem, chứ bạn đừng đổ vấy nữa. Đó là thiếu đào tạo. Thiếu đào tạo. Nội dung nó thế này này. Một số người không dính vào các phẩm chất phía trên, họ không dính vào cái bản ngã, họ không thiếu tự tin các bạn ạ. Họ nhận thức được hết. Một số người đây nhỉ, nhận thức được hết ở phía trên, nhưng họ không biết giúp đỡ người khác như thế nào. Và cái ngày giảng hôm nay chỉ áp dụng với loại này thôi nhé. Tức là bốn cái phía trên này, giống công cái bạn không dính, nhưng họ không biết giúp thế nào cả. Hai chấm. Việc giúp đỡ cho người khác không được học ở trường, đúng không? Cái gì à? Cho nên nó không biết giúp nào cả. Và kết quả là các bạn dạy con, các bạn lúng túng tuyệt đối. Các bạn này, cho nên không biết giúp nào cả. Vậy thì chính vì cái đặc điểm năm này mà giả định các bạn rất muốn giúp. Giúp là để đạt quyền lợi cho cả hai. Và bạn không sống mãi được đâu nếu bạn không nhả ra. Các bạn à, giúp cả tinh thần, cả vật chất, cả cơ hội, chứ đâu phải giúp một thứ. Các bạn à, nhưng không biết làm sao giúp cả, thì tí tôi sẽ chỉ cách giúp rất cụ thể. Như vậy, muốn giúp người khác ở mục một nhé, chúng ta đang học, mình phải hiểu mình. Hiểu mình là tại sao mình không giúp, mặc dù mình biết không quan tâm tới kẻ khác, các bạn mất tất, bởi vì đó là kẻ bạn muốn giữ nó lại là bạn của mình. Các bạn à, nhưng nó có năm cái bản chất của mình không giúp được, nó liên quan tới bất biến về con người nhé. Cho nên không phải ai bạn cứ cung cấp thông tin hay cung cấp kỹ năng thế là cuối cùng họ làm được, họ thành công và họ là bạn của bạn, hoàn toàn không đúng các bạn à. Cho nên ở đây á, cái người mà được cố vấn ấy, thì bạn phải có kiến thức về con người. Xong tí mình lấy cái kiến thức này này, mình mới quy chuẩn vào cái thằng bạn. Loại người thế nào mới làm bạn được, loại người thế nào mới làm đệ được. 10 chuẩn học rồi thì tí nữa chúng ta có 9 chuẩn cho thằng bạn. Nhưng mà trước khi hiểu thì bạn phải có kiến thức về con người đã, thì bạn mới phân loại được. Trường Doanh nhân PR.